Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Hoàng Long Team ha. Ngày hôm nay thì Long quay một cái video không phải là chia sẻ hoặc là hướng dẫn gì cả, mà Long muốn mở hộp một gói quà của Accessory ha. Gói quà từ việc mà làm tiếp thị liên kết và có điểm và dùng cái điểm đó để đổi những cái phần quà mà Accessory tặng cho publisher ha. Thì đây là một cái áo mà cũng do Accessory tặng này các bạn. Đây. Và Long trong này còn có thêm hai hoặc ba cái áo trong này nữa, cho nên là ngày hôm nay Long sẽ mở cho các bạn xem là khi mà làm với tiếp thị liên kết Accessory thì chúng ta sẽ nhận, ngoài cái việc là nhận hoa hồng thì chúng ta còn có thể nhận được phần quà nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ha, xem coi là trong đây sẽ có những phần quà gì. Ok, đây ha, đây là cái phần quà mà chúng ta sẽ mở. Chúng ta sẽ cắt ra và chúng ta sẽ xem trong đây có gì nha. Này, không, các bạn thấy không? Đầu tiên Long thấy hình như là một cái áo đấy. Long đã nhận quà rất là nhiều lần các bạn. Nhưng mà Long thấy nè, phần quà này có rất là nhiều áo và Long rất là thích áo thun, cho nên là Long sẽ mở hộp cho các bạn xem. Và lần này có một cái áo rất là đặc biệt các bạn, đó chính là nó có một cái gọi là một cái hình linh vật của Accessory. Đây ha, Accessory vừa mới ra mắt gần đây thôi. Đây sẽ là cái hình linh vật mà các bạn sẽ thấy được rất là thường xuyên trong các sự kiện hoặc là những cái chương trình của Accessory ha. Ok, đây là phần quà mà mình nhận được trong cái đợt hàng lần này ha. Chúng ta có đây nha, các bạn thấy không, ba cái áo. Lát nữa mình sẽ mở ra từng áo cho các bạn xem. Và có thêm một cái hộp này nữa. Đây, hộp này không biết là cái hộp gì đây. Đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái hộp này trước. Ok, các bạn, đây nó là một cái ly giữ nhiệt. Đây, đây. Các bạn ấn vào cái nút này, đây, nó sẽ mở ra như thế này. Và có gì đặc biệt không? À, các bạn có thể mở ra như thế này nữa. À, cái bình này là cái bình giữ nhiệt các bạn. Các bạn có thể giữ nước nóng hoặc là giữ nước lạnh trong cái bình này. Trước đây thì Accessory có rất là nhiều, tặng rất là nhiều cái mẫu bình giữ nhiệt khác. Cái này nhìn có vẻ là sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều ha. Sao giải khó ok, đây ha. Một cái bình giữ nhiệt. Đấy. Vừa làm, ngồi làm online và các bạn có thể sử dụng cái ly này để có thể đựng nước để uống ha. Bây giờ đang có một cái trào lưu đó là bán những cái bình giữ nhiệt như thế này nè các bạn. Và giới trẻ hiện tại cũng đang có một cái xu hướng, đó chính là không sử dụng ly của những cái quán nước mà là đem cho mình một cái ly và yêu cầu quán nước đó là pha chế trong cái ly đó và sử dụng cái ly của mình thôi. Đấy, một cái trào lưu cũng khá là hay ha. Đấy, và Long cũng có thể là sử dụng cái ly này để có thể đem đi đến những quán nước để có thể là sử dụng nước tại quán đó bằng chính cái ly này ha. Đây, áo Accessory và ly Accessory. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở thêm mấy cái áo đó nha. Đây là một cái ly này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cái áo này. Áo này thì Long thấy khá là lâu mà Long chưa, Long quên đặt. Và bây giờ thì Long đã đặt được rồi. Đây. Đấy. Mình thấy không? Không thấy thì vải của áo rất là dày các bạn, chứ không phải là áo mà dạng áo dỏm đâu. Và phía sau này, sau lưng này, sau lưng này còn có thêm chữ Accessory nữa. Đấy, các bạn thấy không? Đây, mặt trước nè. Trước là như thế này. Đấy. Ok, đây là một cái áo. Giờ chúng ta sẽ mở cái áo màu trắng này nha. Đây,
là cái áo màu trắng và có luôn linh vật của Asatray đây. Đây ha. Đây, rất là gì? Cool đúng không? Đấy. Lâm thấy cái con linh vật này rất là hay, thú vị các bạn. Đó chính là Ninja. Ninja và Lâm không nhớ là tên gì, cụ thể tên gì Lâm quên mất. Asatray đặt cho nó một cái tên, nhưng mà đây là hình của một người Ninja. Tại sao Asatray chọn cái linh vật này? Thứ nhất đó là Asatray là một công ty của Nhật các bạn. Đấy. Và Ninja cũng là một hình ảnh mà rất là thú vị, cũng có thể là gọi là gì nhỉ? Nhanh nhẹn đúng không? Đấy, rất là giống với những bạn mà làm online hoặc là những bạn làm MMO ha. Đây, cái màu trắng ha, và phía sau này cũng có chữ Asatray này các bạn. Không quá là to đâu, nó chỉ có màu nằm ở trên một cái viền cổ như thế này thôi nè. Có thể là các bạn nhìn trong camera thì các bạn sẽ thấy nó rất là to, nhưng mà thực tế nó không có to đâu, nó nhỏ thôi. Ok. Giờ thì mở cái áo màu đen. Thật ra thì Long chỉ thích màu đen thôi, không thích màu trắng. Đây ha. Màu đen thì nó cũng giống như là cái áo màu trắng thôi. Đấy. Cái linh vật cũng giống như vậy, nhưng mà cái áo màu đen thì nhìn Long thích hơn. Tại vì mình đã đen rồi, bây giờ Long mặc áo màu trắng thì nó sẽ tô cái vẻ đen của Long lên, cho nên Long thích áo màu đen thôi. Rồi ok. Và cái áo linh vật này thì sẽ còn rất là nhiều hình khác nữa, nhưng mà hiện tại chỉ đang có hai hình này, chỉ đang có cái hình này thôi các bạn ha, đang có cái hình này thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ thử mặc cái áo màu đen cho các bạn xem ha. Đây nè, đây là áo mình mặc được đây. Ok. Khá là cool đấy. Đây là phía sau này. Đấy. Đây chính là áo thun ha. Áo thun của Asatray. Ok. Các bạn có thích những cái phần quà của Asatray không? Để mà đổi được phần quà này thì các bạn cần phải làm tiếp thị liên kết và các bạn nhận được hoa hồng. Và từ cái hoa hồng đó thì Asatray sẽ quy thành điểm, và các bạn có thể dùng cái điểm đó để có thể đổi quà vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 15 giờ ha. Có nghĩa là cái phần quà này không phải là, nó giới hạn thôi, không có phải là nhiều người có thể nhận được phần quà này đâu. Thứ nhất là các bạn phải kiếm được tiền trong việc làm tiếp thiện kết này, rồi có hoa hồng này, có điểm này, và phải canh nữa. Đấy, các bạn phải canh để mới có thể nhận được những phần quà như thế này ha. Và nếu như các bạn nào quan tâm tới việc là làm tiếp thiện liên kết với Asatray thì các bạn có thể truy cập vào đường link đang hiển thị trên màn hình ha. Đây đường link này, bit.ly/dkasatray ha. Và nếu như các bạn quan tâm và muốn nhận những cái hướng dẫn kiếm tiền trước khi liên kết thì các bạn có thể truy cập vào một số cái nguồn như sau. Thứ nhất là kênh YouTube của Asatray là kênh Asatray Academy ha. Các bạn có thể search trên YouTube để tìm thấy cái kênh YouTube này, hoặc là kênh YouTube Hoàng Long Team ha của Long, và website là hoanglongteam.com. Đấy. Các bạn có thể truy cập vào những đường link đó để có thể tìm kiếm những cái thông tin hướng dẫn kiếm tiền tiếp thị liên kết ha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.